Anh Vũ Cối ơi, nãy mới vào xe gì mà rộng rãi đây nhỉ? Em à, anh mới về con xe này đang dọn dẹp để lên sóng cho anh chị em cô bác họ đang hỏi đây. Đấy. Con này là 7 chỗ nhỉ anh nhỉ? Con này là 7 chỗ, số tự động em ạ, đời số cao. Tự động ạ. Con này Đây, đời bao nhiêu anh? em biết không? Đây là thương hiệu gì không? Em nhìn cái này thì giống thương hiệu Mỹ anh ạ. Thương hiệu của Mỹ, tên nó là Chevrolet Orlando. Sản xuất năm bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Đời 2017 ạ. 2017 màu đỏ rất là đẹp luôn. Nhìn cả xe luôn em này. Đây là xe anh vừa mới về, chưa dọn dẹp gì nên nó vẫn còn hơi bẩn này. Đấy, nó vẫn còn bẩn những cái phía bên ngoài thôi. Đấy. Nhiều bác là thích xem xe mộc này lắm này. Đúng rồi, nhiều bác xem xe mộc. Đây con này cực kỳ rộng rãi luôn, em nhìn này. Gập hai hàng ghế, hàng thứ hai, hàng thứ ba xuống này nhìn rộng rãi chưa? Không khác gì một chiếc giường một, không khác gì một cái căn phòng nhỏ đây em ạ. Này hai ba người ngủ thoải mái nhỉ? Đúng rồi. Đi du lịch các thứ. Đi du lịch thoải mái luôn. Đây. Con xe này thì đây, biển 18 Nam Định này, có cảm biến lùi chống và chạy biếng sau. Con này thì vẫn là nguyên bản, chưa có cam lùi em ạ. Đấy, tất cả đều là nguyên bản. Đấy, đây, đầu đài cũng là nguyên bản, chưa có màn hình giải trí, chưa có cam lùi, chưa có cam hành trình. Đấy, vẫn mộc mạc. Anh giới mua về xong trần ní theo xe, trần ní theo xe, cửa sổ trời có đầy đủ luôn. Cửa sổ trời đây. Đấy, số tự động điều hòa auto, có đèn start stop, gạt mưa tự động, đèn auto luôn. Đấy, cái dòng thương hiệu của Mỹ này. Nó rất nhiều option. Đấy, đây. Tay nắm cửa phim bấm một chạm chỉ cả trên bốn cánh luôn. Bốn cánh rồi anh. Bốn cánh luôn. Xin nhan trên gương này. Đấy, đăng kiểm này đến tận tháng 6 năm 2024. Ồ, đăng kiểm còn dài lắm. Đăng kiểm còn dài. Đây. Các chi tiết này, là răng này 5 chấu này. Đấy. Lốp nát thì còn tươi còn đẹp. Anh nhìn nó thế thôi nhưng mà rửa nước lã lên đẹp căng bóng luôn. Phanh ABS là bốn cánh anh nhỉ? Phanh ABS là bốn bánh luôn. Đấy. Khu đèn pha rất trong rất sáng luôn em nhìn này. Đấy, rất trong sáng luôn. Vẫn là cái bóng đèn này vẫn là bóng đèn nguyên bản nhé. Nguyên bản theo xe. Đấy, để anh mở cho em xem cái khoang động cơ. Con này thì được trang bị với khối động cơ là 1.8. Số tự động. Đấy, vẫn là vẻ đẹp nguyên bản, vẻ đẹp mộc mạc luôn em nhé. Đây bác, các bác thích xem xe mộc thì em quay chi tiết. Xe mộc luôn, máy số zin. Đây, em nhìn các chi tiết ốc chân máy này, cũng có nguyên vết sơn đánh dấu nhà sản xuất nhá. Đây, ốc là cabo kìa. Đấy, ốc cabo kìa, nhìn đây. Zin luôn, nguyên bản luôn. Đấy, đây keo chỉ đây. Keo chỉ đây. Đấy, em thấy chưa? Keo chỉ đây. Ốc lắp cabo là nguyên bản. Kính lái vẫn zin. Đấy. Anh em nào nhiều bác khách hàng cứ muốn một xe xem xe mộc mạc đấy thì hôm nay em quay cho các bác xem chiếc Chevrolet Orlando đời 2017, đẹp mộc mạc luôn. Em vừa mới về, vừa mới lấy về. Đấy. Em đang định chào bán con này với giá tầm khoảng 410 triệu bao trụ sơ. Đấy, thì em xem là có khách hàng nào, có người nhà người quen không thì giới thiệu cho anh một con xe 7 chỗ đời 2017 số động. Đấy, 410 triệu bao giúp cả sơ và vẫn còn lộc lá cho bác nào quan tâm và thiện chí. Vâng, ok em.